Bà nội ơi, mấy cô, mấy dượng, cha, cô đang ở Lai Dung, ở chợ Lai Dung luôn nè, rước cô về đi, con hối Hối hận thiệt không? hận lắm rồi, rước cô về đi, con ở đây không có đường nữa đâu, hơi thở con sắp cạn rồi. Xin cần thương cho giúp đứa con bất hiếu này về đi. Muốn về lo cho cháu của anh. Rồi bây giờ thì hai chồng nãy giờ lang thang ở ngoài đường đó, giờ mấy anh em dắt vô quán cho uống nước với ăn bữa cơm nè. Gọi là gì mà nhăn chứ hả? Hồi đó bụng không? Cơm đi. Kiệt ăn đi kiệt. Sao thiệt không? Đau thiệt á. Rồi hỏi vợ có ăn cơm được không Kiệt? Không nổi được. Ở đâu gì cho người khám? Kiệt ăn cơm Kiệt. Không ăn hả? Ôi trời lang thang rồi không đói bụng hả? Uống nước chị cơm. Cái này phải vô bệnh viện kiểm tra này kia rồi đó. Cái mua thuốc uống. Ta nói đi kiếm bác sĩ ở khám đi. Ai, ai kêu thuốc. Chỗ bên bán thuốc á. Cái là đau bao tử. Đau dưới đây, dưới đây mà. Đau chỗ ba đì gì đó. Ta nói bị gì? Có khám chưa? Chưa, nhưng mà mấy chị đó biết, mấy chị đó nói như là bị ông sơ trung bung, với bị ông đang bị chân u nang ha. U nang ha. Nghe cũng sợ. Nó để lâu không tốt. Giờ biết sao giờ? Đau quá trời à. Nãy gặp cừ quá trời cừ mà giờ đau lẽ hả? Đau lắm. Kiệt sao mà không lo cho vợ Kiệt? Ngồi giờ không vậy? Ổng vậy đó. Kiệt này là mạnh ai nó lo nè. Phải không? Đâu có ổng sao thì tôi lo, chứ còn tôi vậy là ổng có lo. Sao kỳ vậy? Tôi gửi này cái coi. Rồi sao không ăn cơm đi cho nó khỏe. Chứ sáng giờ lụm thấy nãy lụm ba cái trái cây vậy ăn không trời. Kiệt lụm trái cây ăn không vậy? Nè. Nãy mua cơm gì không ông Tứ? Cơm thịt, cơm cá. Đây, lấy coi coi, ăn đi. Quá trời ngon rồi. Cá trà luôn á. Ăn đi, ăn cho có sức đi. Ăn hồi còn ấy. Anh em giúp đỡ cho. Chứ mà không có cố gắng thì làm sao thua đó. Chứ giờ biết sao, giờ lâu lâu rồi mới gặp rồi mới cho được bữa ăn thôi chứ. Chứ giờ sao giờ? Giúp thì giúp cho bữa ăn thôi, chứ anh em đâu có tiền đâu mà giúp nhiều. Giúp hoài trước giúp cũng biết bao nhiêu mà nói giờ biết sao giúp bây giờ. Tự cố gắng chứ biết sao. Anh em mà cũng cố gắng giúp từ từ sẽ coi có chỗ nào ở không rồi kiếm rồi chỉ cho hai đứa ở. Hồi xưa tôi mình ơn tôi cố gắng rồi. Còn bây giờ cũng mình ơn tôi nữa. Thì nhớ bữa đi trốn đi Long An rồi Kiệt cũng kiếm vậy đó hả? Ăn đi Kiệt. Ăn cơm đi Kiệt. Ăn đi Kiệt, cơm có bụng ngon á. Để dành tối không? Anh vậy giờ không ăn để dành tối ăn hả? Ok. Để tới tối hư á. Tối hư. Hư á. Hết ngon rồi. Cái này mua nóng mà không chịu ăn. Rồi tỉnh ở đây luôn hay sao để mấy anh em biết coi có gì quay mà kiếm chỗ ở đâu nè.
hay là bỏ đi nữa. Đau nữa rồi. Hồi sáng đau ít bây giờ đau nhiều nữa rồi. Nhi. Từ Hồng Ngự rồi bỏ lên đây nè. Hồng Ngự đi tới đây cũng xa chứ bộ. Thành chết xuống nữa cả đất. Chung mấy anh em thì cũng cố gắng gặp thì cũng biết sao giờ. Rồi gắng ăn đi. Gắng ăn đi rồi nó mua thuốc không? Mua thuốc nó bắt mình đi khám. Đi khám có cái tàu của bác sĩ rồi nó mới cho mình, nó lấy thuốc cho mình luôn. Tặng cho 200 nè. Để mua thuốc uống. Cái này là tiền thuốc. Rồi không ăn rồi đói rồi nữa ai giúp nữa. Tối chút ăn đi vô bệnh viện thôi khám thôi. Chứ ở bển sống cuộc sống bình thường không chịu đâu, giờ lưu lạc qua đây chi. Lần trước cũng bỏ đi Long An nữa. Do nguyên nhân sao mà bỏ đi. Nói cho biết coi, nói cho bà con chú biết coi. Thiếu nợ cái gì, thiếu nợ trời hai chồng có làm cái gì đâu mà thiếu nợ tối ngày vậy. Ở bển là cá chê thì có ăn dưới hầm ăn nè, rồi gạo thì người ta cho nè, rồi kế mé sông rồi thằng Kiệt đó, nó xuống dưới sông đó, là nó bắt cá rồi bắt ốc gì đó rồi sống hái gạo ăn thoải mái rồi làm gì mà thiếu nợ. Thiếu nợ không hiểu làm sao hai chồng sao luôn á. Người nói là giờ mày bỏ nó được không? Mày bỏ nó được á tao lo cho mày tới chết luôn. Rồi Vĩnh hả? Vĩnh nói đi, cứ nói đi. Nói tao lo cho mày trọn đời luôn. Ừ. Mày bỏ nó đi. Cái gì mà hả? Nó quýnh mày, nó chấm nước mày ở dưới kinh. Tùm lum chuyện hết trơn đó con. Thì cơm nếu không ăn không được thì để dành hồi ăn. Đúng rồi. Đừng có để mà nắng nha. Ừ nha. Đâu có trong đây nắng rồi. Rồi tính là ở chỗ này luôn hay là có đi đâu nữa không? Chưa. Không, vậy là không biết phải không? Chưa biết nữa. Không biết thì cũng anh em biết đường đâu mà giúp. Anh em ta tới lui. Ở dưới đây quá. Ở đây phải không? Dạ. Yeah. Ở đây người ta không đuổi thì chứ còn mình đâu có ngứa tay ngứa chân đâu mà mình sợ. Không ngứa ha. Dạ. Nắng lên mình chạy vô đây. Rồi dụng cụ nấu cơm hồi lúc trước rất là nhiều mà. Chào chứ không kiếm được cái nồi à. Nhóc hết trơn luôn. Dám thì bỏ đi, ta gom ta bán cho chai hết chứ gì. Rồi chừng nữa lỡ có đảo chở ngược về đâu còn đồ nồi niêu son chảo nào nấu ăn trời. Đúng rồi, đó mùi mắt lắm. Bỏ ra không có về. Bỏ tấp liều lý tưởng luôn anh. Ở đây bệnh viện gần không? Nhìn dưới đây nè. Trạm y tế rồi đó, khám. Ờ. Nhìn dưới đó thì nó khám rồi. 500 mét. Xe đi chứ là bỏ ổng không nổi. Tối ngủ chỗ đó hay là cái kiếm mấy chỗ khác vòng vòng đây. Có liên hệ với anh Phúc không? Nãy có kêu anh Tấn điện cho anh Phúc. Có liên hệ với anh Phúc để anh Phúc giúp cho. Kêu mới ngủ. Mới ngủ. Vậy sao không ăn đi Nhi có sức. Ăn đi có sức. Ăn đi chịu có khác. Vậy không ăn thì nữa tao khỏi giúp cho cơm nha. Cơm thì chút nữa ăn. Chứ không có muốn ăn cơm thì nhai không có nổi. Tao không có giúp cho à. Tới nay chưa mẹ nó rồi. Chưa rồi, chút xíu nữa chịu rồi. Ăn mày một giờ mẹ nó còn không? Gì? Nè, tặng cái dầu sức bụng nè. Bụng sức bụng luôn à. Đừng giỡn nghe. Nghe nói có em bé đâu rồi? Bé đâu?
Bữa ai đồn nó có em bé. Vương Kiệt nói hả? Lúc nếu bị cái đó đâu có em bé được. Lúc bà nội mất tới giờ có gì nhà đó không? Ta lấy đất lại rồi. Lấy đất ha. Rồi mấy ba nhi có điện kêu về dữ không? Nội đâu mà điện. Rồi nhắn với ổng đi, đặng kêu ổng rước về. Nhắn ổng thì nhắn với bên ngoại đó. Nội. Bên nội em á. Bên nội con Nhi á. Bà nội ơi. Mấy cô. Ví dụ cha. Cô đang ở Lai Dung, ở chợ Lai Dung luôn nè. Rước cô về đi. Con hối hận lắm rồi. Hối hận thiệt không? Rước cô về đi. Còn ở đây không có đường nữa đâu. Hơi thở còn rất cạn rồi. Xin cần thương con, giúp đứa con bất hiếu này về đi. Nước về lo cho cháu anh. Ừ. Con phụ cha. Nhớ lúc trước dưới nhà em. Dưới nhà ngoại thấy cũng khá lắm rồi Nhi. Nhà nội. Nhà nội á. Rồi từ lúc mà không có bao lâu rồi không có liên lạc với cha. Lâu rồi. Ổng mà thấy cảnh này chắc ổng chịu gì nổi trời. Trời ơi, lúc con về đi cha ơi, con đang ở chợ Lai Dung luôn nè. Con đang ở quán cà phê Thí An luôn. Ừ. Xin đưa con về đi. Cha đâu? Cha Vũng Tàu hả? Cha ở Đà Nẵng. Cha Đà Nẵng là hả? Trời ơi, xa dữ hả? Mẹ đi máy bay vậy á. Trời ơi. Xin đưa con về đi mấy cô, mấy dự ơi. Xin đưa cháu và đứa cháu bất hiếu thì về đây. Anh ba cho Sài Gòn. Đưa em về đi. Ôi trời, nhìn ông nội ông chồng tên gì qua đời? Kiệt. Nhìn vợ khóc vậy mà cười với trời. Vui. Vui nữa. Vui nữa hả? Ôi trời, lại luôn. Ổng chơi chơi rồi trời. Bây giờ vợ dẫn vợ gì nội ở luôn đi. Có rồi đi. Người còn nhớ nhà đường gì không? Thôi đừng có làm bộ, con Nhi làm gì không nhớ đường gì à? Có gì lên công an, chỉ. Rồi ta đưa mình đi. Địa chỉ thì cứ lên xe rồi về chứ có gì đâu. Mình vô đồn đưa tới chỗ luôn. Vô đồn công an là đưa mình về tới chỗ rồi. Đổi luôn. Khỏe lên không? Xe mà đưa à. Rồi về dưới người ta có nuôi không? Ta chịu chứa chấp không? Bớt. Không biết. Mà biết làm sao giúp đỡ hai chồng Nhi Kiệt đây nè. Mà quan trọng là bây giờ trước tiên là phải ổn định cái cuộc sống nè, kiếm cái chỗ ở nè. Có sao đâu, nằm ở đó đi. Nằm bụi nè. Ủa trời, ở đó rồi sao nằm được. Không sao hết trơn, nó nắng lên thì chạy vô đây. Ta có cho nằm hoài không? Mình không có. Mình không nước tan hết trơn, mình lấy cái gì của người ta là người ta cho. Mình đã tới bằng cùng rồi. Ừ. Nhi xin mọi người, Nhi còn có cái chỗ đó ở rồi. Xin đừng có đuổi gì. Thời gian này dòng hổ Nhi có thể ước gì rồi. Nhi sẽ cảm ơn cô ta khá là dung đẹp. Cảm ơn mọi người. Nghe mà không nghe mà cảm động luôn á trời. Cơm nhớ hồi ăn đi nghe chứ đừng để đi chiều cái cá đồ nó nguội rồi, hoặc là mình bỏ trong bọc đó nó nóng nó hư. Dạ. Chị dành làm gì? Ăn đi. Không, tối rồi ăn nó đỡ đói. Hai chồng nó khoái ăn đồ ăn mà nguội không à. Nó không thích ăn đồ ăn nóng. Người ta kêu cái gì? Nó lên men thấy ngon. Cô hồn tất đã. Ôi trời, trước gặp hai chồng nó làm đồ ăn mà nó để nghe gùi nhãn nó bu. Rồi đồ nó ăn ngon lành chứ. Chị nó thấy ngon phải không? Ừ. Giống như người ta gọi là nó lên men á. Phải không Nhi? Phái lên men hả? Này là cháu của bà Tư với cha.
buộc bà Tư chơi. Bữa nào dẫn quay ở với bà Tư đi, bà Tư có bao bọc cho. Tối rồi lên cây ngủ. Đi ngủ đọt cây. Có nhà không ở tối lên đọt cây nằm gan như cô Long vậy đó. Được không? Nằm võng nằm dây hả? Ừ. Ngủ dây ngủ được không? Thấy cái đàn chim bay trên đọt cây đấy. Hồi sáng giờ hai chồng ăn gì rồi mà không đói kiệt? Lượm trái cây ăn. Gì? Cây đó, sáng thấy ăn trái cây cộng ngộn đó. Lượm trái cây trong chợ hả? Trái cây trong chợ, mình cây. lượm hay ta cho? Trái cây ta giặt á. Mua cho cơm. Không, cơm đó để dành đây nào đói thì ăn. Mua cho ngon lành gì mà không chịu ăn nè. Hộp cơm nó cũng buồn nữa đó, hai hộp cơm nó buồn lắm á. Nó chưa được ăn. Ăn rồi đi coi cái bụng coi sao đi. Ừ. Bây giờ đi coi liền được không? Được. Thì đi. Ừ, đi. Rồi thôi chào khán giả nè. Ừ. Rồi thôi cho hai chồng đi xách cơm theo nghe. Dạ.